Xin chào các em, thầy rất vui khi mỗi tuần trôi qua lại được đồng hành cùng các em trong giờ học trực tuyến môn âm nhạc. Thầy chúc các em cùng gia đình luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc và bình an. Chúc các em có giờ học đạt hiệu quả. Và để trước khi bước vào tìm hiểu nội dung của bài học ngày hôm nay, thầy mời các em cùng đứng trước màn hình, chúng ta cùng hát và vận động theo nhạc bài hát Chúc mừng bạn voi. Vừa rồi, các em đã hát và vận động theo nhạc bài hát Chúc mừng bạn voi để các em ghi nhớ và củng cố lại những kiến thức đã học, đồng thời tìm hiểu và khám phá những nội dung mới mẻ của môn âm nhạc. Chúng ta cùng tìm hiểu tiết học số 29, luyện tập bài hát Chúc mừng bạn voi và nghe kể chuyện âm nhạc với các loài vật. Các em thân mến, với bài học này, các em cần đạt được một số yêu cầu như các em biết hát kết hợp với gõ đệm hoặc vận động phụ họa, biết được một số loài vật có khả năng cảm nhận âm nhạc, các em có cơ hội hình thành và phát triển năng lực tự chủ và tự học, năng lực cảm thụ và hiểu biết âm nhạc, các em có cơ hội hình thành và phát triển phẩm chất yêu nước, có tình thương yêu các con vật có ích. Và để đạt được hiệu quả cao trong giờ học thì các em cần chuẩn bị một số đồ dùng như thanh phách, những cốc nhựa ở nhà và tập bài hát lớp 1. Sau đây, thầy mời các em dùng cốc nhựa và thanh phách. Chúng ta gõ đệm theo phách bài hát Chúc mừng bạn voi vào những điểm thầy giáo đã đánh dấu trên màn hình. Đang khát nước mong bao ngày, dùng vài tươi nước về nơi nơi, cảm ơn voi voi ơi. Vỗ tay lên ta chào mừng bạn voi, vỗ tay lên voi là vui mọi người. Dùng vòi hút nước rồi phun cây, cây đang khát nước mong bao ngày, dùng vài tươi nước về nơi nơi, cảm ơn voi voi ơi. Vỗ tay lên ta chào mừng bạn voi, vỗ tay lên voi làm vui mọi người. Dùng vòi hút nước rồi
vội phun cây, cây đang khát nước mong bao ngày, dùng vòi tưới nước về nơi nơi, cảm ơn voi voi ơi. Với phần gói đệm theo phách này thì tin tưởng rằng các bạn đã thực hiện rất là tốt. Còn nếu bạn nào chưa thực hiện được tốt thì các bạn có thể dừng video và quay lại chúng ta thực hiện lại nhé. Sau đây, thầy mời các em cùng hát và vận động cơ thể với bài hát Chúc mừng bạn voi. Các bạn sử dụng các động tác như vỗ tay, búng ngón tay, vỗ tay và vỗ đùi. Lần lượt như vậy, các bạn sẽ theo dõi các điểm thầy giáo đã đánh dấu trên màn hình. Chúng ta sẽ thực hiện bài hát này nhé. Đang khát nước mong bao ngày, dùng vài tươi nước về nơi nơi, cảm ơn voi voi ơi. Vỗ tay lên ta chào mừng bạn voi, vỗ tay lên voi là vui mọi người. Dùng voi hút nước rồi phun cây, cây đang khát nước mong bao ngày, dùng vài tươi nước về nơi nơi, cảm ơn voi voi ơi. Vỗ tay lên ta chào mừng bạn voi, vỗ tay lên voi làm vui mọi người. Dùng voi hút nước rồi phun cây, cây đang khát nước mong bao ngày, dùng voi tươi nước về nơi nơi, cảm ơn voi voi ơi. Các em thân mến, với hai hoạt động của bài hát Chúc mừng bạn voi, thầy hy vọng các em đã thực hiện tốt nội dung này rồi và các em tiếp tục tập luyện nhiều lần nhé. Sau đây, chúng ta sẽ chuyển sang nội dung tiếp theo. Trước khi các em được nghe câu chuyện âm nhạc với các loài vật, thầy có câu đố các em đây là con gì? Con gì hai mắt trong veo, thích nằm sưởi nắng, thích trèo cây cau? Xin mời các em suy nghĩ nào. Và đây là đáp án của thầy giáo, đó là con mèo. Chúc mừng các bạn có đáp án đúng. Mời các bạn đến với câu hỏi số 2. Đố các bạn đây là con gì? Con gì bốn vó, ngực nở bụng thon, rung rinh chiếc bờm, phi nhanh như gió? Và đây là đáp án của thầy giáo, đó là con ngựa. Xin chúc mừng các em. Các em thân mến, các em đừng nghĩ rằng chỉ có chúng ta mới thích nghe hát, nghe nhạc. Nhiều loài vật cũng rất thích âm nhạc đấy các em ạ. Khi các loại đàn dây vang lên, tiếng nhạc êm dịu đã hấp dẫn chú mèo. Chú lim dim đôi mắt lắng nghe một cách chăm chú. Nghe tiếng nhạc rộn ràng, sôi nổi là chú chó thở phì phò, hai tai vểnh lên. Ấy là lúc chú đang bị âm nhạc thu hút. Một lần khác, người ta vừa cất những nốt nhạc đầu tiên lên, chú ngựa ngẩng cao đầu, vươn cổ dài về phía có tiếng nhạc. Nếu là tiếng kèn đồng thì chú ngựa càng chăm chú lắng nghe như đang hòa mình vào tiếng nhạc lôi cuốn. Còn voi nữa chứ, voi thích những điều nhạc du dương. Các em sẽ ngạc nhiên hơn khi thấy chú gấu đang ngủ, nghe thấy tiếng đàn violon vui tươi, trong sáng liền bừng tỉnh dậy và chăm chú lắng nghe. Còn chó sói là con vật hung dữ nhưng lại mê tiếng nhạc dịu dàng và rất sợ tiếng đàn violon búng bằng tay. Nhưng đứng đầu bảng trong các loài vật phải nêu tên chim sơn ca. Sơn ca có giọng hót rất hay nên được mệnh danh là danh ca của trái đất. Các em thân mến, như vậy vừa rồi
Các em đã nghe thầy giáo kể câu chuyện âm nhạc với các loài vật. Qua câu chuyện, các em có thể thấy các loài vật cũng rất là yêu âm nhạc phải không? Ở nhà, em hãy kể lại câu chuyện cho các thành viên trong gia đình mình cùng xem và trả lời câu hỏi. Em hãy kể tên các con vật trong câu chuyện và con vật nào có giọng hát hay nhất. Biểu hiện của các con vật khi nghe thấy tiếng nhạc. Thầy tin tưởng rằng các em đã kể câu chuyện này rất là hay. Các em thân mến, như vậy là tiết học ngày hôm nay thầy cho chúng ta cùng tìm hiểu tiết học số 29, ôn bài hát chúc mừng bạn voi và nghe kể chuyện âm nhạc với các loài vật. Thầy hy vọng rằng thông qua bài học này, các em có những trải nghiệm thú vị với môn âm nhạc của mình. Các em ở nhà ghi nhớ bài học bằng cách xem lại video thầy đã hướng dẫn. Các em tích cực biểu diễn các bài hát cho các thành viên gia đình cùng xem, thực hiện tốt thông điệp 5K. Và giờ học của chúng ta hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các em trong những tiết học lần sau. Chúc các em luôn chăm ngoan, học giỏi và hát hay. Chào các em.